Hi, xin chào cả nhà, lại là góc bếp thân quen. Hôm nay Minh Dũng tiếp tục thực hiện hai món ăn để phục vụ cho những ca F0 của bên gia đình Dũng. Món thứ nhất là cái món canh, canh này là canh xương là xương ống nha. Thôi, cái này ta gọi là súp đi, cái này là súp nè. Đó, nấu với rau củ với lại xương ống heo. Đó, cho ra một nồi canh súp rất là ok luôn. Còn dư mấy miếng đậu hũ bỏ vô đây luôn nha cả nhà. Đó, ăn bà làm bà hàm vậy đó. Ăn được thì thôi. Tiếp theo là món gì đây ta? Ô trời đất ơi, cũng là món hà bà làm luôn. Ngày hôm qua Dũng kho cá, xong sau đó còn dư một cứa, cái Dũng bỏ vô đây Dũng kho luôn. Cái hồi chiều hôm qua Dũng ăn cái chả lụa kho với nước tương, cái Dũng bỏ vô đây luôn. Món này là món thịt ba rọi kho tàu hũ, nhưng mà có kèm theo đồ ăn dư là chả lụa và cá ngừ kho ngày hôm qua bỏ vô luôn, nhưng mà rất ngon cả nhà ơi, không có gì gọi là thay đổi vị hết trơn á, rất là ngon luôn. Hôm nay á, là coi như Dũng kho có nước tí xíu để lấy cái nước chan ăn với cơm, trời ơi hấp dẫn chưa. Đây nè mọi người nè, thấy không đó, thịt kho tàu hũ trời ơi ăn bá cháy bồ chét luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, ai mướn tôi về đi, tôi làm đầu bếp tôi nấu cho mà ăn nha. Rồi còn cái canh nữa mọi người thấy hấp dẫn chưa nè. Đó, nhiêu đây là đủ tẩm bổ cho 3K F0 không? Trời ơi, hiện tại bây giờ là coi như là má tôi bà ăn uống là bà thấy ngon rồi. Hỏi cái gì bà cũng nói ok, ngon, ngon dữ lắm. Còn bà chị thì bà nói ăn ngon nhưng mà cảm giác hơi lạt lẽo. Là tại vì bà bị mất khẩu vị, khẩu giác mà lấy gì mà quên, khẩu vị, bà mất cái gì ta? Mất vị giác và khứu giác, cái khẩu vị, khẩu giác cái gì trời, tôi nói lại nha. Đó, đồ ăn nè, cái này mà ăn can với cơm, có rau sống cuốn vô chấm cũng bá chế bồ chén ha. Ok, rồi, bây giờ là tôi đã hoàn thành hai món buổi trưa rồi, để lát tôi múc qua cho mọi người ăn nha. Hãy đợi đó. Rồi tiếp tục cuộc hành trình mang cơm qua cho 3K F0. Trời ơi, em nói cả nhà nghe, cái bệnh này á, thiệt, nó tốn kém dữ lắm. Một ngày tính ra không biết bao nhiêu tiền luôn á. Nào là tiền ăn sáng nè, tiền ăn trưa nè, đó. Rồi xong sau đó là mấy cái bộ đồ này tốn tiền dữ lắm chứ không phải vừa đâu, em nói thiệt nha. À, mấy cái mà vật dụng y tế, trang thiết bị rồi đó, nó tốn tiền dữ lắm. Trời ơi, nói chung hôm nay là ngày thứ 12, 12 của má em rồi. Tính má em á, là tới ngày 12, còn bà chị họ thì khoảng 6-7 ngày. Còn bà chị ruột á, thì khoảng 5 ngày. Đó, má em hôm nay thì tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi. Hôm trước thì bên y tế nó xuống thì nó test thì má em âm tính rồi. Thì đợi thêm mấy ngày nữa là nó xuống nó test nữa coi sao. Ha. Riêng bà chị họ của em á, là bà Phát á, là bà hơi nặng một tí xíu. Để em lát em sẽ nói tới cái trường hợp của bà chị em sao nha. Tới giờ cơm rồi. Nè. Thôi nè. Dán mà lấy ra mất công mà nó nói mình nói vậy tự. đó, mày tao lột cho hết. Đây, cơm em đã đem qua rồi. Chứ bây giờ có món Ủa gì? sao kêu nó kinh bí không nấu? Thôi, canh súp tôi còn mấy cái súp lơ rồi đó, nó héo hết trơn rồi, phải nấu đi cho rồi chứ. Thấy có kinh bí. Canh bí ăn gì, ăn cái canh đó mới ngán á. Nhưng mà ý là nó là để lau bánh hương thì, liệu. thì để từ từ ăn, trong tủ lạnh mà hư cái gì. Ăn cơm đi má. Đây khẩu trang nè, hộp khẩu trang nè, đây là tình hình của bà chị tôi. Đây, cái ca này là cái ca nặng nhất nè, nằm xả lai luôn. Cái này là cũng được 7 ngày, 6-7 ngày gì, 7 ngày hay 8 ngày, mấy ngày rồi Pháp? Bữa thứ ba tuần rồi ấy hả? Hôm nay thứ mấy? Thứ ba. Hôm nay thứ ba thì là được 1 tuần luôn mà phải không?
được một tuần rồi đó. Mà cái ca này á, là phải nói rằng á, là nó trồi lên sụt xuống á, em cũng không biết như nào luôn. Mỗi lần mà em đo cái chỉ số SpO2 á, của bà chị này á, là phải nói ha, là nó cứ trồi lên rồi nó sụt xuống, rồi nó cứ phỏng nhảy cái con số mà trong người của bà như thế nào thì mình cũng không biết luôn. Tối ngày hôm qua thì cái tình trạng của bà nó tụt dữ quá, cái SpO2 nó có thể tụt xuống 87, 89, cho nên nó buộc là Dũng phải kêu bên cái đội hỗ trợ oxy nè, người ta đem tới để mà coi như phòng hờ sẵn, để có gì mà bà khó thở là cho bà thở liền. Nhưng mà cái trường hợp này thì mọi người kêu là khi nào mà thở thì hãy cho, chứ còn không nó sẽ bị khô phổi. Mà hỏi bà cái gì bà cũng nói bình thường hết trơn á, bà đung đưa rồi đó tùm lum hết trơn mà cũng chả biết tình hình của bà như thế nào. Hiện tại bây giờ là coi như bà bị tiêu chảy, ăn uống không có được nè, ăn uống không có ngon, ăn uống không có vô. Tình trạng này tôi đã nói với bà rồi là bà phải ăn thiệt là nhiều để bà uống thuốc. Bà không ăn nhiều bà không uống thuốc được đâu nha. Rồi bây giờ cơm có sẵn rồi đó, bây giờ đi ra lấy cơm ăn đi kìa. Ăn đi uống thuốc, là cái thuốc thường một chiều đó một cái thơ nó mới đưa kìa, bác sĩ người ta đưa uống phải uống thuốc kháng đông vô rồi tùm lum hết trơn á. Trong cái trường hợp của bà là rất là nặng, cho nên là phải tuần phải có thuốc hỗ trợ sức đề kháng, hỗ trợ sức kháng sinh nè, rồi xong mì đủ thứ hết trơn á, kháng đông nữa, sợ bị đông máu. Ngon không má? Ăn mới thấy ngon không? Cảm giác ngon là ok rồi. Thì ta ăn mới thấy ngon rồi. Vừa miệng má không? Con nấu má lúc nào nó ăn nó cũng thấy ngon đúng không? Tại con không nấu thôi. Những lúc con không nấu thì coi như là nó đâu có biết được tài nghệ của con. Đúng không? Trời đất ơi! Trời ơi! Bà hỏi, bà nói một câu mà coi như là... thì đồ ăn tôi cũng làm vậy chứ gì, đồ ăn tôi lấy ra rồi tôi rã đông, mà tôi rã đông cực kỳ nhanh luôn, chứ không phải đi phơi nắng như bà đâu. Bỏ lên cái nồi cái tự nó tan ra, để trên cái nồi úp lại á, nồi nào cũng được, inox cũng được, mình để cái cục thịt mà nó ấy rã đông lên là tự động nó rã đông nhanh ơi nhanh luôn á. Rồi cái này 9 giờ mấy, 9 rưỡi là tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết rồi. Đó sáng sớm là 6 giờ là phải ngủ dậy nè, lo tài le hết trơn á. Sáng giờ mặc cái bộ đồ này thì tôi lo xong cái này chắc tôi giảm được mấy ký. Em mặc cái đồ này tôi nói mồ hôi tôi đỏ luôn nè. Đó ăn đi rồi tôi ta chỉ số SpO2, hôm nay có nằm mơ nằm mộng gì nữa không? Không có thấy ai kéo nữa hả? Mai đi bà sẽ thấy có một người kéo bà. Ở tình hình là tôi nấu cơm á, thì nấu cơm nấu cháo không ăn. Ăn canh súp đồ đó không chịu ăn, ăn với chuối vậy đó. Ăn chuối nữa. Được rồi, ăn được là vui rồi, ăn xong rồi uống thuốc nha.
bà có cái bệnh mà coi như là ấy đó, mà bà ngồi ở trên gián là bà ngồi cái kiểu trầm hổm đó, lỡ mà nó ấy cái là chú đầu cắm đầu. Tôi nói chăm một cái người bình thường á đã mệt rồi, chăm vô cái người bệnh mà bệnh hai ba thứ nữa đó, bệnh động kinh rồi á, tao nói hả, mỗi lần xong mà sợ chúi cái đầu vô trong cái nồi xong luôn mà đâu có dám, bởi vì cũng khổ tâm lắm. Nghiệp của cái nhà này rồi, đây nghiệp bà này mà gánh qua mấy đứa con luôn. Sợ lắm. Sợ gì đó, bây giờ bà ổn chưa? Sao bình thường giờ mà tao muốn về. Cũng về thì uống thuốc đi rồi xong mà test được cho nó âm tính mới về, chứ mà về là cũng không có được đi ra ngoài nữa. Phải tự cách ly nhau 14 ngày nữa. Nó để xong đi ngồi đi rồi tôi đo lại cái này nữa coi mà bình thường lại. Sáng giờ có cho uống cái của tôi không vậy? Con cái thuốc nhỏ đó. Rồi, lát uống cho uống mỗi ngày 3 lần luôn.